Với tình hình thời tiết của năm nay, nhà vườn trồng hoa kiểng sẽ cần phải chú ý điều gì trong việc chăm sóc để cây ra hoa kết quả đúng dịp Tết Nguyên Đán? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 21 tháng 1 năm 2024. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.